Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL. Tiếp tục là những sản phẩm lên đường. Và qua những ngày bận rộn thì hôm nay em đã trở lại các bác, sẽ liên tục các clip các bác nhé. Đầu tiên xin công bố hàng về, đó là những cặp STX 825 nguyên shop các bác nhé. Đó. Tiếp tục đó là một cặp 4733X lại trở về bên Cao JBL Hoàng Mai. Và không thể quên đó là 215-9 các bác nhá. Đó. Và đây là Powersoft K2, một sản phẩm top 1 thế giới. Và xin giới thiệu với tất cả các bác rằng là xin gửi tới em Trần Hiếu ở Bình Thuận, Tuy Phong, Bình Thuận. Thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi cái nội thất của K3, sản sinh công suất 1000W ở 8 ohm và 1900W ở 4 ohm. Một trong những dòng mà cực kỳ pha chi tiết các bác nhá. Em lại giới thiệu tiếp với các bác rằng khi các bác đã nghe thì các bác cũng không thể bỏ qua được đâu. Đôi khi nó còn tương đối mới lạ với chúng ta, nhưng mà trong ngành âm thanh cao cấp thì nó không hề mới lạ một chút nào các bác nhá. Đó, đây là chi tiết cái hình ảnh ruột gan nội thất của em K2 Powersoft Make in Italia. Xin gửi tới em Hiếu ở Tuy Phong, Bình Thuận. Đó. Đều tăm tắp các bác nhá. Đó. Nó tuy là hàng bãi, hàng nước, nhưng mà phải nói rằng còn như thiếu cái thùng giấy thôi các bác nhá. Và đã có rất nhiều clip em Cao giới thiệu với tất cả các bác dòng Powersoft, một những dòng mà chơi là không thể quên các bác nhá. Đó, như mới luôn. Và khi em gặp nó những lần đầu tiên thì phải nói là cực kỳ ấn tượng luôn. Như khi các bác có để so sánh thì các bác sẽ hiểu luôn rằng em Cao không có nói sai các bác nhá. Đó. Và sau đây em xin là đóng lắp và test để gửi đến tất cả các bác coi nhá. Hello tất cả các bác, đây là một clip hàng lên đường, xin gửi em Trần Hiếu Bình Thuận, một cục Powersoft K2 mà em giới thiệu rất nhiều đến tất cả các bác trong suốt thời gian qua. Phải nói một cái chất âm mà các bác vừa được thưởng thức nó trong vắt như nước cất các bác nhá. Hai cây Mixen xin gửi tới em Đoàn Tiền Phong ở La Phú, Hoài Đức, và bác Vũ Xây ở Kim Thành, Hải Dương. Đó là hai chiếc mic mà em còn rất nhiều những dòng mic 965, 865 và 945, 935 các bác nhá. Bác nào cần thì alo em Cao để sản phẩm những sử dụng những sản phẩm xịn sò các bác nhá. Đó, đây là một cây Mixen xịn sò đến từ nước Đức. Cũng giới thiệu rất nhiều đến tất cả các bác rồi. Bác nào quan tâm cái sản phẩm trên thì alo em Cao. Trong lúc này em cũng đang hơi vội một chút, và rất nhiều ngày qua em cũng đã có một số công việc nên không thể tiếp cận các bác nhiều hơn các bác nhé. Đó, nhiều khi anh em đòi hỏi cái logo này này thì đời nó có đời nó không, không phải là còn nhái cái nhìn biết ngay các bác nhá. Đó, và các bác hãy đến với em Cao thì các bác yên tâm tuyệt đối, chứ không phải là đời nào nó cũng có các bác nhá. Và đây là những chiếc dây xịn sò để gửi đến tất cả các bác. Và đôi khi có anh em chia sẻ là sai lệch đấy. Đó, các bác phải tìm hiểu kỹ và mua đâu uy tín thì các bác cảm giác được. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và đây là một cặp 4726, hai quyển sorry các bác 215-9 các bác nhá. Đó, một trong những siêu phẩm full đơn và rất được nhiều người hâm mộ. Đó, 245-9 các bác nhá. Hàng đã về và cập bến tương đối những món hàng để gửi tới anh em. Thì bác nào quan tâm cái sản phẩm 215-9 chắc từ hồi em bán chắc không có đôi nào mới hơn đôi này được các bác nhá. 215-9 xuất sắc luôn. Đó, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và em đang sử dụng tiếp tục đó là súp 4719X, một cặp đẹp xuất sắc nữa, và 4733X vừa về với em Cao thêm một cặp nữa các bác nhá. Em cũng sẽ lau dọn và gửi đến tất cả các bác. Còn trước mắt đây các bác, đó là STX 828 nguyên số các bác nhá, gửi cập đến Cao JBL. Đó, nguyên combo sách vở đầy đủ các bác nhá. Em tháo tặng một chiếc. Bác nào quan tâm các sản phẩm trên thì alo em Cao. Mixen và Shure. Và hôm nay em xin miệng không hát các bác nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bác clip sau. 215-9 và xin gửi em Hiếu Hiền một cục Powersoft K2 quay chi tiết nội thất. Và khi bác nào còn đang mung lung mà còn đang muốn là có hay thật hay không thì hãy qua em Cao để thưởng thức chất âm Powersoft. Nó không còn gì để nói với tất cả các dòng đẩy các bác nhá. Đó, bác vào clip sau. Và các bác nhớ đừng quên hãy cho em Cao xin một like các bác nhé.